Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin kính chúc toàn thể quý anh chị và các bạn có một ngày mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Em Lợi xin chúc toàn thể anh chị em đang tìm mua xe ô tô sớm tìm được những chiếc xe ưng ý và hài lòng nhất. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2015. Số sàn 2 cầu, máy dầu, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan, xe màu cà phê, xe bản Nissan Navara SL. Về tình trạng chiếc xe thì em khẳng định cam kết với quý anh chị bên em đã kiểm tra và xe cam kết với quý anh chị là 100% là nguyên bản không đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính vỏ đen. Máy số là nguyên zin không bị ngập nước. Toàn bộ chiếc xe đăng ký tên tư nhân, an ninh pháp lý thì sang tên đầy đủ cho quý anh chị nào mà có nhu cầu. Còn tất nhiên là cái phần chi phí sang tên thuế trước bạ thì quý anh chị sang tên quý anh chị chịu. Và toàn bộ chiếc xe thì về phần ngoại thất bên ngoài, từ cốp trước cốp sau cánh cửa và toàn bộ kính đèn đều là zin, chỉ cabo cốp trước cốp sau là nguyên bản từ đầu. Và các khe hở cánh cửa cabo khá là đều, sơn zin còn đến 95%. Và toàn bộ xe thì máy số đang hoạt động khá là tốt. Bên em bán những chiếc xe đẹp và khẳng định cam kết với quý anh chị, nếu quý anh chị đến mà sai thì bên em bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Toàn bộ về phần ngoại thất thì sơn zin khá là nhiều nên cực kỳ bóng và đẹp. Cabo, cánh cửa đều sơn zin và lớp sơn rất chi là mỏng, không có bả tít. Toàn bộ về lốp của chiếc xe khá là dày. Đây là toàn bộ lốp của chiếc xe, cực kỳ dày, la răng xoắn và phay khá là đẹp với bản xe số sàn LS này. Đèn pha, đèn gầm đều zin xịn sò, mặt ca lăng nguyên bản. Đây là toàn bộ cái phần cabo sơn zin rồi, khá là bóng và đẹp, mặt ca lăng và có thêm camera phía trước đây. Đấy, bác chủ trước độ khá là nhiều camera, trước sau đều có hết. Và hai bên camera liên sườn bên gương đều đã phun đồ chơi. Đây, camera sườn này, gương này, hai bên đều đầy đủ hết. Bác chủ trước rất chi là cẩn thận với một chiếc xe mà bốn phía đều có camera. Và toàn bộ phần gầm của chiếc xe đây, không phải xe công trường nên là phần gầm này nó khá là đẹp và máy gầm thì khá là khô ráo và sạch sẽ, không có dấu hiệu bị thấm dầu. Đây là cái phần lốp của chiếc xe phía sau, toàn bộ lốp khá là đều và dày. Sapsi không có dấu hiệu bị cắt nối và sơn zin hết toàn bộ. Đèn hậu của chiếc xe đây là nguyên bản từ đầu và có camera lùi phía sau. Đấy, nó khá là nhiều đồ chơi. Nissan Navara đèn hậu hai bên khá là đều nhau. Phần gầm từ phía sau em quay cho quý anh chị xem về phần gầm phía sau đây. Ở phần gầm này thì các cái phần gầm đang còn khá là đẹp và không có dấu hiệu bị sơn lại, không bị han gì. Về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị nội thất ghế da màu đen. Đây là toàn bộ ghế da phía trước, phía ghế lái của chiếc xe đây, khá là đẹp, ghế rất chỉ là căng và mới, không có dấu hiệu bị trầy rách. Vô lăng của chiếc xe khá là đẹp đấy ạ, một chiếc xe hoàn hảo. Và màn hình DVD, bác chủ trước độ thêm màn hình DVD. Đây là củ số của chiếc xe, số sàn 6 cấp và toàn bộ là 2 cầu. Đây là núm cầu điện của chiếc xe, 2 cầu cài cầu điện của chiếc xe đều hoạt động khá là ok.
toàn bộ bóng khí là nguyên zin, bóng khí của chiếc xe đây chưa bung nổ. Táp ly bàn thờ của chiếc xe, vô lăng khá là mới và nguyên bản. Từ các cái bậc lên xuống và trải sàn đầy đủ hết, một chiếc xe khá là hoàn hảo. Đây là bậc lên xuống này, sơn zin hết toàn bộ, khá là bóng và đẹp. Cả phần cột của chiếc xe, ốc chưa tháo lắp, tem mác đầy đủ. Tem mác của nhà máy Nissan còn nguyên. Và đặc biệt là các phần tay nắm mở cửa của chiếc xe này chưa có dấu hiệu bị sơn lại, rất chỉ là mới. Bốn cánh cửa chỉ thì đều là nguyên zin hết, và các ốc khóa bản lề là chưa tháo lắp. Đặc biệt là thông số kính của các chiếc xe này thì đều là của hãng Nissan và cùng với năm sản xuất 2015 hết. Bên em đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị, từ các phần tay nắm mở cửa đây đều là nguyên thủy từ đầu, chỉ bốn cánh cửa. Hàng ghế phía sau thì khá là đẹp, không có dấu hiệu bị trầy rách gì. Riêng với bản Nissan Navara bán tải thì được thêm cửa gió điều hòa phía sau, cho hàng ghế phía sau khá là mát. Máy dầu đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Các cái khung cột sườn cánh cửa đây là chỉ zin, sơn zin hết toàn bộ. Và trần nỉ nguyên bản từ đầu. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Đây là hai cánh cửa bên lái của chiếc xe và toàn bộ tay nắm mở cửa táp bi. Và các cái phần chỉ cánh cửa đều là nguyên zin, ốc nguyên bản hết từ đầu. Và từ các cái bậc lên xuống này, rất chi là đẹp, chỉnh chu và không có dấu hiệu bị móp méo. Và đặc biệt là các cái phần gân của cái cánh cửa đây, sơn zin hết toàn bộ. Các cái phần cột của chiếc xe, hai bên thành cột này, sơn zin, tem mác đầy đủ hết, tem mác nhà máy đầy đủ hết, ốc khóa chưa vặn. Toàn bộ các cái thông số kính thì đều là của hãng Nissan và năm sản xuất hết, nên là kính đèn là nguyên zin. Bàn đạp phanh ga của chiếc xe đây khá là dày và không bị mòn. Ốc tai, ốc khóa, cabo, bốn cốp đều là nguyên bản. Vâng, về phần máy của chiếc xe thì đây, toàn bộ phần máy thì cam kết là nguyên zin, không có đâm xô và không bị ngập nước. Ốc tai này, ốc cabo đều là nguyên bản. Toàn bộ tem mác của nhà máy ở trên cabo đều nguyên zin đây ạ. Ốc cabo là chưa tháo lắp. Phần ốc đầu này, ốc răng này, ốc khóa cabo nguyên zin, nên là tuyệt nhiên không đâm xô cái phần đầu. Và máy thì toàn bộ không có dám dầu, máy rất chi là khô ráo. Máy dầu sử dụng động cơ 2.5. Vâng, và đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Toàn bộ động cơ đang chạy khá là êm. Một chiếc xe Nissan Navara, động cơ quá là chất. Vừa rồi em Lợi vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Nissan Navara sản xuất năm 2015, số sàn, hai cầu máy dầu,
Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến video của em Lợi và xin quý vị cho một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và kính chúc toàn thể quý anh chị và các bạn sớm tìm được những chiếc xe ưng ý và hài lòng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.